Furukashi. Thank you guys. Thank you. What's so special about Furukashi? Hey, kính chào một lần nữa trở lại chương trình Master Thành Công, và hôm nay Khang đặc biệt đang đứng ở trong chợ đêm Phước Lộc Thọ. Thì như mọi năm thì năm ngoái là Khang đã đem cho khán giả được trải nghiệm chợ đêm Phước Lộc Thọ vào cuối mùa, nhưng mà đặc biệt năm nay là Khang đang đưa ngày vào ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, và đặc biệt hôm nay Khang sẽ đi vòng quanh cho các khán giả được xem đem cái lưu Sài Gòn TV chợ đêm sẽ có những cái gì. Và đặc biệt hôm nay Khang có một cái challenge là Khang sẽ cho một vài người 15 đồng để sử dụng 15 đồng trên chợ đêm sẽ ra sao. Và trước đó thì Khang sẽ cho các khán giả được trải nghiệm chợ đêm của Phước Lộc Thọ sẽ ra sao. Follow, let's go! Để bước vào Little Saigon Night Market thì chúng ta chắc chắn phải bước vào trong trung tâm thương mại Asian Garden Mall, hay được gọi là trung tâm Phước Lộc Thọ. Này là một nơi trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt tại Westminster, quận Cam, California. Trung tâm này được thành lập vào năm 1987 do một nhóm doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Cho những người sống tại Little Saigon, California thì trung tâm mua sắm này có ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc trong cộng đồng người Việt địa phương. Thì là một người cư dân tại Little Saigon thì Khang thấy Phước Lộc Thọ nhiều năm nay đã thay đổi rất nhiều. Hồi xưa là nổi tiếng về những tiệm vàng, và bây giờ mình có rất là nhiều tiệm ăn, tiệm nước uống. Và bây giờ chúng ta sẽ bước ra Little Saigon Night Market. Đi thôi! Get it if you want. I thought they opened at 7 p.m., but I guess they opened 6 p.m. already. Xin khán giả, thì hôm nay đặc biệt là tuần đầu tiên Little Saigon Night Market đã mở cửa. Một lần nữa Khang mới nói ra là Night Market sẽ mở từ tháng 6 ngày 16 cho đến tháng 9 ngày 3, từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Nhưng mà đặc biệt hôm nay Khang tới 7 giờ tối thì mọi người đã như là có sẵn trước đây tới chắc cỡ 5-6 giờ chiều rồi, cho nên có thể nó sẽ mở sớm hơn là 7 giờ tối như họ nói. Thì khúc đầu tiên thì Khang sẽ cho mọi người được tham quan cái cảnh, cái không khí, những cái âm thanh của chợ đêm Little Saigon, và xin khán giả hãy thưởng thức chợ đêm Little Saigon. Cho những người nào mà chưa có ghé qua cái Little Saigon Night Market thì cái chỗ mà thường thường mọi người hay khuyến khích đến mua trước nhất là cái chỗ nướng mực tươi đây nè. Cho nên mình bước vào mình mua liền, chứ không thôi cái đường line nó sẽ càng ngày nó càng dài. Nhưng mà đặc biệt khi hôm nay Khang thấy cũng hơi kỳ, tuần đầu tiên nhưng mà cái chỗ này cái đường line xếp hàng không có được dài lắm như mọi năm. Lý do gì đây? Con Khang thì rất thích ăn mực nướng. Rồi khi Khang hỏi mấy em tại sao thì mấy em nói là mấy em tưởng đó là khoai tây chiên hay là french fry. Và đặc biệt năm nay mình thấy một cái quán hàng mới nhất là phở Akashi. Ít khi mình thấy bán phở tại cái Little Saigon Night Market lắm. Hầu hết Khang để ý là các tiệm phở Akashi là một cái tiệm mới ở đây. Những cái tiệm, những cái booth thì nó cũng là mỗi năm rồi, nhưng mà chơi cái mới thì họ cho một cái sample. Thank sample. You guys. Hey. Một cái tô là bao nhiêu? Một tô 10 đồng. Một tô 10 đồng. Như mấy à? Hả? Post us on Instagram or TikTok. I will. I will. Cái này là phở Akashi.
Thank you. What's so special about Fire Kashi? We use the most expensive food. Most expensive beef, which is Wagyu? Wagyu. You see that? It's way in there. Yeah, take Wagyu. Close up. Will do. That's $80 a pound. $80 per pound, okay. Cảm ơn rất nhiều nàng. Và đặc biệt họ cũng có, đặc biệt là họ có sample too. They give out sample, guys. Sample pho. You get another sample for the kids to eat. Yeah. I will ask another sample. Oh, yeah. Và đặc biệt ở đây, họ cho sample để thử. Thì mình cũng biết phở Akashi cũng nhiều năm rồi, nhưng mà giờ nó đổi tùm lum, nó đổi là phở Red Bar. Không có ngon mà chỉ phở Red Bar. Là bột ngọt. Ok. Let me try it. Ok, mình cũng đang ăn phở Red Bar hồi xưa. Hồi xưa là phở Red Bar, là phở Akashi là phở Red Bar. Nên bây giờ mình thử coi nó có khác biệt không. Tại nó là một cái booth mới. Nó hơi ngọt ngọt. Dạ, yeah, nó ngọt ngọt. Ok, mà nói chung này là cũng là, nhưng mà thịt coi nó có giống như Red Bar. Thích được xem. Nhưng mà cái gia vị nó ngọt. Ok, tiếp tục. I got a stop in the back. Oh, okay. Oh, I see. So you with the Red Bar, but you know why they change the name? Why? Fakashi. Yeah, I know. I remember Fakashi. We've been to Fakashi down there, and then they doy. Huh? The lawyer tell. Okay. Okay. Yeah. Okay, but you the your original another owner. One in Artesia. Uh huh. It's called for Red Bar also. Yeah, is but that the original Artesia, one? No, but the Garden Grill one is the original one. Right. But in the Akashi, yeah, there's no for Akashi in on the Artesia one. Figure it out. Why? There's only for Akashi Red Bar. Thì nói chung cho quý khán giả nào mà không có hiểu về cái background của tiệm phở Akashi và phở Red Bar thì khán giả thích một chút là hồi xưa cũng cỡ một năm về trước các cái tiệm phở gọi là phở Akashi nổi tiếng bằng bán phở bằng những con bò Wagyu và sau đó rất là nhiều người đã tới ăn. Và tự nhiên một năm về trước tự nhiên cái tiệm phở đó đổi tên thành là phở Red Bar. Và tự nhiên có một cái tiệm phở Akashi lại mở trên đường Bosa. Cho nên đó là một cái sự lùm xùm về cái tiệm phở này. Thì cái ông chủ phở Akashi đang giải thích. Mình ít khi mình thấy một cái tiệm ăn, một cái quán ăn nào mà coi như là nó là một cái nội tiệm hay là một cái thương hiệu nổi tiếng rồi mà lại bán trong cái hội chợ đêm. Nhưng mà đặc biệt cái phở Akashi thì Khang nghĩ nó cũng là một cái cơ hội cho những cái hội night market hay là một cái hội chợ đêm kiểu này, cho những người thương gia, những người bán ăn hay là bán những cái đồ thực phẩm khác, để có một cái cơ hội để review cái brand. Thì nói chung là khi mà đi chợ đêm là một cái cơ hội cho những cái tiệm mới, những cái thức ăn mới được cái cơ hội để nhiều người biết đến. Thì giống như là trong cái vai trò là cái phở, tiệm phở Akashi, nên cái câu chuyện nó cũng rất là thú vị. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình. I noticed for Red Bar is very Japanese. Is the owner right now, are they Japanese? The Japanese is in that meat. The meat is the breed of Wagyu. Okay, so that's the only Japanese there. It's not because the chef is Japanese. I chew a lot. Okay. Cái mày Việt Nam mình bị đặt lấy tên phở cho mình. Mình Nhật nó làm phở cho em ha. Yeah. People don't eat. So why do you call for Akashi? Because I use the Akashi name. What is Akashi? Akashi is a type of beef? Yeah. It's like Chihuahua. Chihuahua is a type of dog. They have four breeds. That's considered Wagyu. Yeah, so Akashi. It's one of them. So, okay, so nothing Japanese, just you based on the meat. Okay. Cảm ơn anh Tân Tân nhiều. Bữa nào ghé anh? Yeah, anh Tân gì? Bên Trọng. Okay, anh Trọng, cảm ơn anh Trọng nhiều. Get my number. Yeah. Cái này là ở tiệm có bán luôn không cô, hay là chỉ bán ở đây là night market thôi? Mấy cái mà chân gà đồ chỉ bán ở đây thôi hả? Ở tiệm có bán không? Oh, I see.
Dạ. Yeah. Ok. Vậy là ở tiệm McCarthy là chỉ bán phở thôi. Bán gà hóc. Còn cái này? Cái này có bán không? Có bán tiệm không? Có, chim gà. Cũng có bán ở tiệm luôn. Ok. Order bánh ngọt ở đây. Một phần bao nhiêu vậy? Pennyworth. Ở đây khán giả này một lần nữa đây là đêm đầu tiên của chợ đêm Night Market. Đặc biệt có cái bản mới 1975 nhưng mà bị California Wholesale đã che rồi. Đó là cái tấm bản 1975 mà Phú Lộc Thọ đã mới treo lên. Và một lần nữa này là tối chủ nhật nên rất là đông. You know, Johnny, what do you think about Night Market, Johnny? Lively. Những ngày tuần đầu tiên ha. Yeah. Nói chung nó cũng vui. Ngồi ăn. Có nhiều đồ ăn hơn hả? Cái này mới nè. Barbecue event, wow. Chứ nếu mình qua đây ha. Cái này mới nè mọi người. Và đặc biệt như mình thấy bắt đầu nhiều người Mỹ ha. Mình thấy có nhiều người Mỹ. Nhiều người không phải người Việt Nam. Yeah, are they here? Theo người Mỹ nữa nào, mình thấy nhiều người Mỹ á. Việc lúc nào ở đây cũng có phi show nhảy đầm. Okay, hello. Ôi trời ơi. Rất là vui. Ok, và bây giờ mình đã đến lúc mình đến cái phần gọi là 15 đồng challenge, coi như là mua được cái gì trong 15 đồng tại Night Market. Okay. So, yeah, I'll give you my name. You should put a microphone on, Johnny. Put a microphone on. So, 15 đồng. The rule is you have to choose a snack and a dessert. And you have phải dùng bằng tiếng Việt hết. Okay, and I follow you guys. See what you guys choose. One snack and one dessert. One snack, one dessert. Trong 15 đồng. $15. $15. Trong 15 đồng. What do you want? Do they have I want chuối nướng rồi, but that's considered snack and dessert. What the dessert? You decide. Nhưng mà phải order bằng tiếng Việt nha. Okay. Okay, với khán giả, và bây giờ mình sẽ đi theo cặp đầu tiên, Johnny và Phụng. Dạ, 4 đồng. Mất 4 đồng. Johnny, đồng. Hả? Mất 4 đồng. 4 đồng. 4 đồng. Và cái này là gì đây? Cái này là cái gì? Chuối nếp nướng. Chuối nếp nướng này dạ. Okay, so yeah, I'll give you my name. You should put a microphone on, Johnny. Put a microphone on. So 15 đồng. The rule is you have to choose a snack and a dessert, and you have phải dùng bằng tiếng Việt hết. Okay, and I follow you guys. See what you guys choose. One snack and one dessert. One snack, one dessert. Trong 15 đồng. $15. $15. This is so typical. This is like the cái tiệm này nói chung là cái tiệm này nói chung là ở đây cũng nhiều năm rồi, là chuối chuối nếp nướng. Mất 4 đồng. Hả? Mất 4 đồng. 4 đồng. 4 đồng. Và cái này là gì đây? Cái này là cái gì? Chuối nếp nướng. Chuối nếp nướng là dạ, xin mời dạ em. Wow, so $15 is so generous. So generous. Này có 4 đồng mà. Còn được thêm 2 món nữa. Ok, cái này gọi là gì Phụng? Nó là chuối nếp nướng trong có nước dừa. Okay. And đậu phộng. Nhưng mà cái này là show bình thường, tại vì hồi ấy lúc nào mình cũng mua chuối nếp nướng. Là lúc nào? Ok. Tráng biển không có gì đó rồi.
Everything's good for Johnny then. Đã ăn xong về nhà mới biết. Thơm. Thơm à? Nước dừa thơm. Hình như chỉ có một tiệm ở đây thôi, chỉ có một tiệm này nó bán cái này thôi. Yeah. Mỗi năm. Nó bình thường. Dạ. Yeah. Ở đây nè mọi người. Ok, we trong good. Cái cơm nó có dừa nè. Nó có khác mấy cái chợ dừa mà mình hay mua. Cái này chắc là họ tự làm nên nó sẽ có cái gạo mà tên nhồi với lại dừa tươi, dừa bào. Nó khác cái đó là nó khác hả? Rồi. Nhưng mà thường thường ví dụ như mà không có night market là mình mua tiệm nào, Phụng có biết tiệm nào bán cái này không? Phụng chỉ biết tiệm Chè Hiển Khánh rồi ạ. Chè Hiển Khánh à, ok. Alright, we head on, you go, còn 11 đồng rồi. Yeah. Còn 11 đồng, mình sẽ đi theo. 4 đồng là còn 16 đồng. 16 đồng, no. No, chỉ có 15 đồng mà. 15 đồng. 15 đồng mà. Giờ còn 11 đồng. I need $5 back. Yeah, yeah, yeah. Don't steal my $5. Và một lần nữa kỳ này mình trở lại Night Market vào tuần đầu tiên của Night Market. Khán giả thấy rất là đông người nè. Cho mọi người được trải nghiệm đi Night Market tại Phúc Lộc Thọ. Nhưng mà kỳ này mình có cái competition, cái cuộc thi là, nó không phải là cuộc thi, cái challenge là cho 15 đồng thôi. Và mỗi couple sẽ được chọn. Hãy giới thiệu cái món gì đây. Món đầu tiên là mình đã ăn chuối nướng. Muốn thử bò bía không? Món thứ hai nữa không? 8 đồng là với 4 đồng. 8 đồng là hết rồi. Còn cái 11 đồng à? 4 đồng. Ok, vậy là một phần bánh thọt. Cái này là... một phần bánh thọt. Trả lại 5 đồng cho chị. Thank you. Cảm ơn. 5 đồng này mình sử dụng cho gia đình khác. 5 đồng này có thể nuôi một cái gia đình khác. Tiệm này gọi là Cajun Island. Ăn này là một trong những cái hàng bán bánh khọt và cái tôm. Wow. Tôm càng, tôm hùm, thịt. Tôm càng là bao nhiêu con? 14 đồng một con. Tôm hùm là bao nhiêu? 10 đồng. Còn cái dây thịt là bao nhiêu con? 4 đồng. 4 đồng à. Chỉ còn 4 đồng cho đi. Còn 1 đồng à. Ok, go ahead. Cái này là bánh khọt. Ok, có gì trong đó Phụng? Phụng ăn, Phụng nói luôn đi. Bánh khọt này thì hình như nó giống bánh xèo nhưng mà nó là hình tròn. Cái là miền Nam rồi. Bánh khọt là miền Nam. Này sao đây? Wow, vậy là mình tới đây 15 đồng mình ăn cũng đủ một buổi dinner rồi ha. Dạ, yeah, vừa có đồ mặn, vừa có đồ ngọt. Dạ. Chai mặn cù chua chua ngọt ngọt với thịt mặn cù không ngọt. Chín người. Ngon không? Cho mát cho nguyên chất thịt cơm. Cái này mình review là mình nói thiệt nè, ăn dù ngon hay dở hả? Nó hơi nhiều bột chút xíu. Nó nhiều bột hả? Ồ. Ít tôm mà nhiều bột hả? Dạ, yeah, một con tôm, mình được một con tôm nhưng mà hơi nhiều bột nên nó không có được giòn lắm. Phụng có biết chỗ nào bán bánh khọt mới là trong... Nếu mà mình không có cái night market thì chỗ nào bán bánh khọt nữa? Đâu? Không biết hả? À, vậy là... Chứ giờ ăn bánh khọt ở đâu? Ok. Vậy là muốn ăn bánh khọt là phải tới chợ đêm thôi. But we never been there. Đặc biệt cái giải tinh được làm hai nước đại diện. No, bánh khọt lady. Yeah, bánh khọt lady. Ồ, vậy có chợ bánh khọt lady. Là một cái tiệm gọi bánh khọt lady. Yeah. Oh, ok, we good. Vậy cuối cùng còn dư bao nhiêu tiền? Còn dư 3 đồng. 3 đồng, ok. Ok, bây giờ mình thử bánh khọt nè mọi người. Thôi
55 đồng. Ok. I mean you. Ok, như là I give you 15 đồng, you walk with me and phải mua một dessert and một cái món mặn. Ok, một lần nữa nè, mình tự chọn người, mình đi đụng ai là mình đưa lại 15 đồng thôi. Cái này mình đâu có quen đâu ha. Hey, how you been? Đâu có quen đâu. Không quen biết gì hết. Anh này với chị này cũng không quen biết gì hết. Go ahead, what do you do? Phải mua dessert với một món mặn. Can I be all dessert? Đậu má, đậu xanh, cốt dừa, thạch lá dừa. Và hai vợ chồng này chọn rau má tươi. Má juicy. 8 đồng, 8 đồng, 7 đồng, 7 đồng, 6 đồng. Anh nè nè, anh chơi biết. Khoai môn, đậu xanh kìa. Đậu xanh hả? Đậu má xuất tự riêng đặc biệt. Hú có đi ra Night Market nhiều không? Lâu lắm rồi, không có đi. Mới đi à? Yeah. Vậy là lâu lâu mới đi rồi. Lâu lâu mới đi à? Thường mỗi lần Út tới đây là mua cái gì? Rau má cơm miếng chứ mực cơm. Mực cơm ăn mực rồi có thích ăn chuối chiên chiên. That's so typical, mực chiên chiên. Now at least có rau với rau má. Cách cho xe mãn cầu nữa kìa. Yeah. Lấy số số 6. Đúng rồi. Đúng rồi. Tám đồng. Rau má với nước dừa hả? Chua sweet. Rau má nhưng mà cảm thấy như là nó hơi ngọt. Hơi ngọt, ngọt quá. Dừa đi. Ba rau má. Đẹp. Cái này chắc một cái tiệm trong tiệm mới. Cái này là gì đây? Đây là trà mãn cầu. Trà mãn cầu hả? Út là người uống trà chuyên nghiệp mà. Trà mãn cầu cầu tay. Ngon không? Better than trà bình thường không? Không nghe mùi mặn cầu lắm. Không nghe mặn cầu à? Nhưng mà có nghe mùi trà. Mùi trà hơn. Ok. Uống thử đi. Cái này đặc biệt là mỗi lần mình đi uống rau má là chỉ có rau má với đá thôi. Nhưng mà như là rau má làm kiểu như là milk tea hả? Như là mô rau má milk tea vậy. Ngon không? Nghe mùi đậu xanh hơn, không có nghe mùi rau má. Rau má đậu xanh. Yeah. Đậu xanh. Nghe mùi đậu xanh. Hè như chuyện. But how about rau má? Is it good? You can taste the rau má. Oh, vẫn không có rau má nhiều. Okay, rau má tươi nghĩa chắc phải đổi tên đậu xanh tươi hơn là rau má tươi. Like nó mạnh hơn hả? Đậu xanh nó mạnh hơn. Yeah. Ok. Rau má không phải. Đáng 8 đồng không? Không. Người nè, cái này là tại cá Phúc Lộc Thọ. Night Market sẽ mở từ June 16 tháng 6 ngày 16 đến tháng 9 ngày 3. Hey. Wow, này hơn giá tiền luôn. Bị lỗ. Lỗ rồi, cái này là hơn 16 đồng. Cái này phải bỏ thêm tiền vô. Một con là 13 đồng. Một con 13. Đây là mực nướng nè. Phải là mực tươi nướng hay là mực khô nướng? Ăn theo kiểu ở Việt Nam hồi xưa. Đang đã bỏ ra 15 đồng. Nhưng mà hai người này mua một con mực không là 13 đồng rồi. Lỗ. Chào bố mua đồ ăn với chồng làm đồng á. Tôi mày nói là 150 đồng. Thì bố ăn, bố phải coi con mua thích không. Bố phải xé rồi bố ăn con.
uống rồi. Cái này có đáng 13 đồng không? 13 đồng một con á. Nếu 13 đồng. 13 đồng hả? 13 đồng em mua. Nếu mà cái này ở Việt Nam bán 13 đồng cô chú mua. Con không? Cũng được. Không có tệ. Nó khô không? Không khô lắm. Nghĩ là tại vì người ta nghiền nát ra. Ồ, làm đã làm nát quá à. Cà rốt nên là cà rốt là thứ ăn này. I think it's better. Tìm nó nóng nóng chứ không ngồi luôn. Cũng được. Nhưng mà không nghĩ ăn không đáng 13 đồng. Ok, thank you. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Lúc nào ở đây cũng có phi show nhảy đầm. Nhảy đầm. Ok, hello. Ôi trời ơi. Đầm rất là vui. No, thằng có rất là nhiều khán giả. Đây. Giờ chị này sẽ có 15 đồng sẽ dùng bằng chỗ nào đây? Johnny đã dùng đồ hết tiền rồi, nó còn dư tiền. Còn 3 đồng. À, cái cặp vừa rồi thì là quá tiền. À, bây giờ như nó nhiều đồ ăn hơn ha. Đúng rồi. Cái người gia đình nào mà giàu là dùng tiền hơn. Gia đình này nghèo thì vừa dùng mà vừa để dành. Save tiền. Wait, you have to get food, right? Food or dessert? Or dessert? Look, là food or dessert. Ok, và bây giờ mình đã có chỗ đầu tiên rồi. Dùng 15 đồng ở tại tiệm này, quán ăn giặt vặt An Đông. Và để coi chị này sẽ mua cái món gì đây. Hey, can you run and get me the jam for my mom? Cái jam từ chuối, quán ăn chuối nướng á. Tuy nhiên này là chỗ mực nướng. Mực nướng là một nơi hồi xưa rất là đông người đứng chờ. Nhưng mà cái nghĩ chắc bây giờ right, bây giờ ít người rồi xíu. Yes. Bây giờ như người ta ít mua. Hồi xưa mực nướng tươi rất là đông. Như bây giờ người ta thích qua bên này JP House. Ở đây có là hàng đông nào. JP House này bán đá me nổi tiếng Sài Gòn. Đá me bánh mì. Bánh mì kêu pate. What is this, Sil? I think the dessert. Oh, này là chỗ dessert nè. Is this line for the jam? Oh, no, oh. They got my line. Oh, okay. Perfect, thank you. Wow. Dĩ nhiên là bán đồ ăn nhưng mà ở đây cũng có những cái tiệm là Thiên Tâm Trầm. Còn cái này Trầm này bán những cái trầm, những cái tượng trầm.
cho nên chợ đêm là một phần là hồi xưa là bắt đầu là về đồ ăn, nhưng mà các để ý bây giờ là nhiều thêm đồ, đồ chơi, nhưng mà năm nay ít đồ chơi hơn nam mọi người, năm nay vẫn là ít đồ chơi hơn. Như một lần nữa các nói hồi xưa chỗ mực nướng nào, mực nướng này rất là đông người, nhưng mà bắt đầu hàng bắt đầu ta đứng chuẩn bị vô lại nè. Nhưng mà hồi bây giờ thấy tụi trẻ họ thích những cái dessert như là trà nè, fresh tea và những cái trái cây, dessert trái cây, waffle. Tôi nghĩ là những cái tiệm này mình không có kiếm được ở ngoài, họ không có cái tiệm, hay là họ có thể có, họ đã xa, nhưng mà hầu hết ít, mình không có thấy những cái tiệm này vòng quanh Bosa, nhưng mà hầu hết là đến cái mùa chợ đêm mở thì họ bắt đầu họ mở những cái booth ở đây thôi. Cho nên có thể vì đó mà nhiều người họ kiếm tới để tìm những cái chỗ ăn uống này, tại vì mình không có thấy nó vòng quanh đây hết. Yes. Busan. Và đây là những cái origami. Cái này là những cái 3D printing, những cái đồ mà print bằng 3D. Khán giả như những cái tiệm thủ công, những cái đồ tiệm thủ công bắt đầu họ cũng có mở ra, không có tên tuổi gì hết, nhưng mà chỉ nói chung là tuổi trẻ cũng làm mà thêm một vài đồng cho vui thì họ pin. Nhưng có mấy cái tượng 3D printing. This is all 3D printing? Okay. What's the price usually? Let's see, what's the big one here? $31. Yeah. The $1. Oh, I see. 3D print. See, còn mấy cái nhỏ nhỏ này là bao nhiêu? $12. $8 này $31. Okay. I see. Thank you. They have pricing here? No. Right? Cuối cùng mình đã có mặt. Order number 91. Hay đặc biệt những cái nước trái cây, trà, mãng cầu. Cho một cái bơ dầm sầu riêng á. Bơ dầm sầu riêng. Dạ. Không chỉ nóng thiệt. Tất dạ. 15 đồng nha. Oh, quá tiền. Order number 91. Và thêm một Đó, Halloween. Thì cho thầy Khang hỏi là cái này mấy em đâu có tiệm riêng đâu hả? Dạ không, tụi em trong năm tụi em đi làm hết rồi. Cái này làm mình on the side thôi. Dạ. Wow, giỏi quá vậy. Nhưng mà còn mấy đồ dụng cụ này đâu mà có? Tụi em mỗi năm tụi em upgrade. Cái xem ơi. Dạ. Năm ngoái em có mở tiệm ở đây không? Ở đây tụi em 5 năm rồi. 5 năm rồi, ok, thầy Khang đâu biết đâu, ok. Hẹn gặp sau. Ok, mấy đứa giỏi thật. Xin chào. Và đặc biệt Khang mới nói chuyện với đó là một vài học sinh cũ ở trường Westminster High School. Mấy em này coi như là có công việc riêng hết rồi nè. Và đến cái mùa hội chợ chợ đêm thì mấy em tự mở cái này ra, mấy em đã mở ra 5 năm rồi. Tự làm ra thôi. Wow. Order number 91. Yeah. Nói chung mọi người đang Khang nhớ là Khang đã đi cái chợ đêm từ khúc đầu, và đặc biệt trong những năm qua đây thì mình thấy nó càng ngày nó càng lớn ra nè. Cái này bây giờ là một cái chỗ mới nè. Khang thấy thường mực chiên, đồ tôm là thường là nổi tiếng, những cái đồ nhậu đó. Và cái này là một cái chỗ mới đây nè. Có wow, họ đem một cái Airstream trailer luôn. Ok, let's review. Is it on? Ok, so you have bắp xíu, what do you have? How is it? Bắp nướng. Bắp nướng, cái này là bao nhiêu tiền? 4 đồng. 4 đồng. Ngon lắm. Ngon hả? Yeah. Really? So worth 4 đồng? Hồi xưa cái này bao nhiêu vô? Hồi xưa là bắp là bao nhiêu? I think cũng around the same. Yeah. Hồi xưa như là có 1 đồng mà. No.
mua, maybe 3 đồng. Mua ở cái farm mà đem về tự nấu thôi. Inflation nó lên 4 đồng. Dạ, 4 đồng. Okay. Còn cái kia thứ hai là gì? Thamit. What do you have? Can you give me to Thamit the microphone? This is bơ with sầu riêng. Nhưng mà cái này là hơn 15 đồng rồi. 15 đồng. 15 đồng. Là lỗ. Có đáng 15 đồng không? I haven't tasted yet. Cái này là chỗ mấy đứa học sinh trường Westminster nó làm á. Yeah. The kids love it though. Yeah, the kids love it. Oh, the kids love it? Yes. Cái là sầu riêng hả? Sầu riêng, bơ. Nana ăn hết 10 đồng sầu riêng rồi. Nana love the durian. But, let me see. Oh, they do love it. It's good. Hèn gì mấy đứa trẻ trẻ nó bán không? Nó biết mấy đứa trẻ thích. Oh. Wow. Mai Linh ngon không? Đáng 13 đồng rồi. 13 đồng. 15 đồng hả? 15 đồng. Kind of pricey. A little bit on the Nhưng mà mình có thể tìm mấy cái này ở ngoài chợ đêm không? Có. Tìm gì? Bamboo. Is it 15 đồng thế chứ? Đây là 12 đồng à? Rẻ hơn, như 10 đồng, 12 đồng ăn được. Yeah. Yeah, nói chung là mình đi này là cho vui thôi. Yeah, cho vui thôi. Sẽ mắc hơn. Đồ ăn thì trong đây nó lúc nào cũng always mắc hơn. Okay. Thank you. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua xem chương trình Passport to Thành Công trên đài Little Sài Gòn TV. Thì Khang hope là mọi người đã có một cơ hội để tìm hiểu thêm về chợ đêm Little Sài Gòn hay là chợ đêm Phước Lộc Thọ năm 2023. Và đặc biệt tối hôm nay mình cũng đã có cơ hội cho quý khán giả được trải nghiệm cái 15 đồng challenge. Và trong cái 15 đồng challenge cho quý khán giả cũng xem thấy rằng 2 trong 3 gia đình nếu mà chỉ cho được 15 đồng để mua một cái món ăn mặn và ngọt thì nó không có đủ tiền. Thì cũng có nhiều người sẽ nhìn qua và nói rằng hội chợ đêm Little Sài Gòn hơi mắc tiền quá. Mắc thì cũng đúng, nhưng mà Khang nghĩ cái này là một cái cơ hội để dành cho cộng đồng người Việt của mình tại Westminster và ở ngoài Westminster được một cái cơ hội từ giới trẻ đến những người lớn được ngồi chung thưởng thức những điệu nhảy và những món ăn đặc sản của người Việt Nam mình trong một cái mùa hè. Và cái đó là cái mà Khang nghĩ đáng giá nhất. Ok, và bây giờ là mình cũng đã xong rồi về chợ đêm của Phước Lộc Thọ. Người nào mà muốn trải nghiệm chợ đêm của Phước Lộc Thọ, nó sẽ mở cửa vào tháng 6 ngày 16 đến tháng 9 ngày 3, từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ tối. Một lần nữa, người nào muốn tìm hiểu thì Khang trong những năm qua làm cover chợ đêm thì Khang cảm thấy càng ngày càng rộng, càng nhiều đồ ăn, nhiều người đi hơn nữa. Và đặc biệt là những người không phải là người Việt Nam nàng, những người từ rất xa, và Khang đi vòng quanh cho khán giả nàng một lần nữa. See you chợ đêm tháng 9 ngày 3 là ngày cuối cùng đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào. Ok, bye bye everybody.